Bộ phim Phan Cuồng của đạo diễn Charlie Nguyễn đang là tâm điểm chú ý của khán giả điện ảnh khi ra mắt từ ngày 15 tháng 7. Chuyện phim xoay quanh chàng ca sĩ nổi tiếng Gia Nghị, Johnny Trí Nguyễn thủ vai và fan cuồng của anh là Thái do Thái Hòa thủ vai. Thái cùng Gia Nghị đến mức quên cả cuộc sống cá nhân. Để giữ cho phong độ biểu diễn của thần tượng không bị sa sút, Thái chấp nhận dấn thân vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ trở về quá khứ. Nhưng càng cố giúp Gia Nghị, Thái càng làm cho mọi thứ rối tung, gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho cả hai. Hóa thân thành một chàng trai bụi bặm, am hiểu và đam mê nhạc rock, vai diễn của Thái Hòa trong Phan Cuồng đánh dấu sự trở lại của Thái Hòa trong hình ảnh hoàn toàn mới, một anh chàng nhiệt huyết, sống hết mình và sẵn sàng đương đầu với thử thách để cháy với đam mê. Phan Cuồng là một bộ phim lạ của đạo diễn Charlie Nguyễn, được đầu tư rất lớn với chi phí sản xuất lên đến 26 tỷ đồng. Bên cạnh Thái Hòa, phim có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn, Phương Trinh Jolie, Huy Khánh cùng nhiều diễn viên khác. Còn có 5 ngày để kết liễu cuộc tình của thằng Gia Nghị và con Mỹ Kỳ, em sẽ bắt cóc Mỹ Kỳ. Ngu quá, mày phải làm cho nó yêu một thằng nào không khác. Mày đúng. Mỹ Kỳ bắt đầu có tình cảm với mày chưa? Một khi Mỹ Kỳ và Gia Nghị yêu nhau thì có trời mới cứu được. Anh nói đúng. Cho dù anh có làm chuyện gì có lỗi với Gia Nghị, cũng là em đang vì tương lai, vì sự nghiệp của Sexy Beat thôi. Mày chỉ còn lại 48.